Hello hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là NBH đây. Ở clip này chúng ta tiếp tục với series Mecha Reservoir cuối tuần phần 17 nha. Và anh em mày ngắm nhìn kho bet này lần cuối đi, bởi vì trong tháng này em nó sẽ được vá 40 triệu vào giúp gia tăng lực chiến vun vút vù vù vèo vèo luôn. Hai, lực chiến đứng im thì lâu mà lực chiến lên nhanh thì bất thình lình. Kèm ở đó chắc hẳn cái con cõng ngửa tiếp theo mà mình mang về đội hình có lẽ sẽ là Zik anh em ạ. Dư đèn bí đỏ khá khá rồi, 8k đèn bí đỏ rồi, nâng cấp con Zik cõng ngửa lại và mang em Lugia cũng mang vào đội tem chính luôn. Thành ra trong tương lai mình đang định xây dựng đội hình như sau: White Black Kyurem cộng hưởng, Lugia cộng hưởng, đấy là đội hình tem thứ nhất. Bộ ba Ultra đội hình tem thứ hai, đội hình tem thứ ba mới căng này. Hopa ăn bao bá chủ, nhấn mạnh cái từ bá chủ, kết hợp với Zik cộng hưởng, thêm một con thanh kiếm hy sinh vào đây nữa, hay là cho con sắt đao Lugia ta. Nói chung là mình vẫn đang còn quan ngại lắm, bởi vì mình cũng đang đợi con sắt đao Lugia và chủ nữa cơ mà, cũng muốn mang sắt đao Lugia kết hợp với Hopa ăn bao và em Zoroark này tạo thành một cái team ác. Chà, nhiều lựa chọn quá. Theo anh em là nên xây dựng những đội hình nào đáng đồng tiền bát gạo đây? Giờ chỉ đợi con Hopa bá chủ cho trong sự kiện event tiêu phí thôi. Tầm 2 triệu kim cương là mình giã được, 2 triệu kim cương lấy top 1 là mình quất được. Rồi, và bây giờ sẽ cùng nhau chiến thôi. Kiếm đối thủ nào mạnh mạnh tí nhất nào, ATM10 à? Và coi lúc này anh em nhìn thế thôi nhá, nếu mà sắp xếp team đúng và chuẩn hợp lý ấy, kèo vẫn cân cả được Alan đây, không phải gì đâu. Tí nữa tìm kiếm Alan tôi test thử cho em coi, nhưng mà đó chỉ là một cội duy nhất thôi, bởi vì Alan lực chiến nó gấp đôi con ác này cơ mà, nhất là con YQM cộng hưởng. Ui mẹ máu nó kinh khủng lắm. Gặp con Y, cặp Y Black QRM cộng hưởng mình dồn hết combo 5 phát liên tiếp mà không mất nổi set hộ ô của con Y QRM cộng hưởng Nick Alan luôn. Đột phá vào máu dã man. Ai, bây giờ nào, mong cuối tuần này là có sự kiện công viên. Thứ nhất này là mình sẽ giã thêm 20 triệu này, xong cuối tháng lại lập lại một sự kiện công viên nữa, thêm 20 triệu nữa. Và cứ công viên có sắc thì như anh em đã biết, 20 triệu sẽ có được 1 triệu kim cương, kèm vào đó ăn được thêm một đống đồ hôm. 40 triệu là thêm 2 triệu kim cương nữa, cộng với 1 triệu kim cương của mình đang có, con ác này sẽ được sở hữu 3 triệu kim cương, kèm với đó là tăng kinh khủng về lượng đồ hôm, đèn bí đỏ nữa. 20 triệu thì được rơi khoảng tầm 7k đèn, 40 triệu là 14k, cộng với số lượng đèn bí đỏ mà mình đang có nữa là sẽ được lên hơn 20.000 đèn bí đỏ, lấy được tầm khoảng 3 con cộng hưởng. Ui trời ơi, 3 bé cộng hưởng đấy anh em ạ, không phải là vớ vẩn đâu. Ai, đợi game update lấy con bet mới Amon Mewtwo nữa, thêm chục củ nữa. Nhiều bạn bảo là mình trúng số à, nhưng thực ra đâu phải. Và đây hiện tại con tem app của mình đang kết hợp như thế này, con số loát đâu rồi, cho lên đây đấy, kết hợp con tài cát luôn, viện trợ là Vicarion nhá. Tem này mình cho con thạch kiếm hy sinh vào đầu, ghép con nào đấy, VVG ông vào đi được, hợp lý. Ấy thì nhiều bạn bảo trúng số ạ, tôi mà trúng số thì tôi nạp kinh rồi hơn rồi, tôi mà trúng số tôi khoe rồi. Đây là căn bản là từ lúc mình cầm cái lắc này về ấy, 3 tháng trời mình có hiến máu nhiều vào game đâu, nên tích lại lượng máu trong cơ thể nó khá là nhiều. Bây giờ béo phì rồi, tăng 5 cân rồi. Trước Tết là sau cái vụ bị trộm ấy, cái vụ bị trộm mình cũng kể cho anh em coi đấy, trộm mà đến phòng mình nó khuôn đồ ấy đó, thì lúc đấy mình giảm xuống có 69 cân, và sau được Tết cái bây giờ lên mẹ 75 cân rồi, máu me nhiều lắm. Mong những lần be bét đây khéo là những lần hiến máu cao nhất của mình từ lúc chơi game đến bây giờ luôn. Trước đây cũng có những pha hiến máu 5 triệu, nhưng mà một tháng đốt nó cao lắm lên được 35 triệu thôi. Riêng tháng này trên lý thuyết là 40 triệu đấy là nạp mấy cái sự kiện to nhá, còn mấy cái sự kiện nhỏ lấy bét mới hay là mấy cái mốc 7.000 kim cương hơn triệu linh tinh vớ vẩn thì mình không tính, cái đấy thì tùy vào sự kiện thôi, thấy nó cần thiết thì lấy, không cần thì thôi. Ôi, bây giờ đây bắt đầu này, mất một tháng trời tiết kiệm là tích máu, cuối cùng được cái pha bung lụa để căn bản mình cũng ấy thôi, sắp đi học lại rồi, đến tháng 7 là mình bắt đầu đi học lại, thành ra là không có thời gian chơi game nhiều nữa, cũng như đây là những pha đầu tư cuối cùng, sau đợt này thì mình cũng dừng thôi, nghỉ thôi. Đấy, đầu tư gì nữa, tầm đấy là đủ chơi rồi, 3 triệu kim cương vứt đấy chơi hết năm 2020 tính tiếp. Đó chính là lý do mà tại sao mình không đột phá chai bằng kim cương. Đột phá chai kim cương để làm gì?
trong cụ tá mày hiện tại cũng đâu có đối thủ đâu. Còn nếu mà vào trang Master thì 3 triệu kim cương cũng chả được giải quyết cái gì. 3 triệu kim cương thì được khoảng 10.000 điểm đột phá. 10.000 điểm đột phá thì cũng chưa đứng vững được vị thế trong trang Master cho lắm. Ôi giời đấy, tem bạn hỗn loạn liên tục triền miên luôn anh em nào. Ui dồi ôi, hiệu quả hỗn loạn không thể xóa tồn tại vĩnh viễn trong trận đấu nhá. Nhưng mà nó giết mẹ hai con tem chủ lực rồi thì còn một mình em Zorat dãy dụa à. Đang đợi phiên bản mới cập nhật để mình xem sát thương của con Shutdown Lugia sau khi tiến cấp lên bá chủ như thế nào đây. Đấy, để phân vân có nên đưa em nó vào đội hình tem chính hay không là nằm ở đấy đó. Này thì Tefi này, Zekrom, Zexingham, ui nó sấy kìa. Ui rồi xong, quay và Blackcube em đủ combo nộ thì tự hỏi gặp âm dương kia làm sao có thể trụ nổi đây. Một nộ cái một thôi là đúng nó chết rồi. Con Lugia cũng hưởng thì mình định mang kết hợp với cặp White Black này, lấy cái kích hoạt nội tại bị động của em Lugia thôi. Không cần à, mà mùa trước cô giáo này được top 100 Master chung cùng một mình ghê chứ. Kinh thật đấy anh em ạ, không phải là vừa đâu, vướng mặt luôn. Đây, mình định ấy đây. Đó, mang con Lugia cũng hưởng chỉ mở được cái chiêu thức bị động thôi, kết hợp với cặp White Black Kyurem để gia tăng tổng cộng 3 cái chiêu thức bị động của cộng hưởng. Gặp những con bet không phải trạng thái cộng hưởng khác ấy thì lượng sát thương mình tăng lên người mục tiêu sẽ được tăng thêm 150% sát thương. Và cái team Hopa ấy, hiện tại một mình con Hopa mình thấy đang cũng khá là yếu. Thế nên là cho thêm một là con Shutdown Lugia bá chủ hoặc là em Zeke cộng hưởng, tùy thôi. Đợi chờ xem phiên bản tới như thế nào. Vì đột phá mình sẽ nâng khá là đồng đều ở con lắc này. Mình không nâng để đua top nữa. Đua top hơn 3 năm rồi, cũng khá là chán rồi. Giờ chơi theo sở thích thôi. Chơi cảm thấy nó vui là được. Nâng cấp nó đều đều tí. Úi dồi ôi, con quan tài cát này không hỗn loạn được con Zeke anh em ạ. Để con Zeke nó bã cho con Hoba kìa đấy không. Con Zeke tưởng nó yếu nhưng mà nếu mà nâng đến nơi đến chốn ấy, câu kéo được, ok, Zeke cộng hưởng có thể yếu so kèo với bọn White Black Kyurem cộng hưởng. Nhưng mà đối với những cái trận đấu khác lại rất là mạnh nhá. White Black Kyurem cộng hưởng nó dồn combo sát thương khắc chế vào mồm thì không ăn gì rồi. Và nó giật tơn liên tục ấy. Nhưng mà để đánh với các cặp bá chủ khác thì con Zeke bá chủ thôi. Nó đã khẳng định khá là vững định thế của nó rồi. Vâng, và này mình ăn hỗn loạn sấp lờ luôn. Tem bạn có ít cũng như là tem mình kìa, tem mát kìa. Nhưng mà tem bạn chính chất hơn nhiều. Ui, ui giời, đánh con tài cát này chuẩn bị có cái vòng xoay xoay trên đầu này. Ăn hiệu quả hỗn loạn này. Ôm hận luôn này. Ui, giết được bé con tài cát rồi. Ui, con Mechanet kia ấy, mà để miễn hiệu quả khống chế của con tài cát ấy, thì các bạn cần phải để đó chính là cái polo ánh sáng nhé. Còn polo bóng tối thì với Ultra thì vẫn ăn hiệu ứng con tài cát bình thường. Mà con Hoba tem bạn dồn đam cũng khỏe thế nhỉ. Mày nó bắn một cái một mất xe đồ kìa. Ui dồi ôi, xong rồi, kinh thường cô giáo và cái kết này. Biết thế mình sắp xếp bừa cái team Ultra lên ấy thứ nhất khéo là ăn rồi. Ý, vòng quáng lọ quạc. Ý, đương nhiên rồi, top 100 Master chung cung 1 nó phải khác chứ. Nó mà kiểu là mình mà ăn được thì nó lại ấy quá, kinh quá. Rồi, đến với trận đấu tiếp theo nào. Trận này gặp bạn kia chiến nghe phải thấp hơn, dễ thịt hơn, vặt cổ hơn, băng tích cố gắng điểm cho nó cao thôi. Và con ăn NBH ấy, CM386 ấy, cũng có bạn đang hỏi rồi, bạn ấy gặp rồi. Bạn này trước cũng mua từng một con ăn ở bên sông mình, mua một con ăn 18 triệu. Rồi bạn ấy bán lại, bạn ấy nghỉ một thời gian. Giờ bạn ấy tính bảo là quay lại con Black, nạp con ác, mua con ác đấy về xong dã tiền luôn 20 triệu vào nếu có xuất hiện công viên lọc cá vàng. Tôi cũng đang mong ngóng đợi xem con ác NBHC386 nó trong tương lai phát triển mạnh mẽ như thế nào đây anh em ơi. Rồi, cùng chờ đợi với mình nhá. Đấy, thế nên là mình bán được con ác đấy là sau đó mình bù thêm tầm chục củ nữa. Vậy là đã đủ 40 triệu để nạp rồi. Nhanh gọn lẹ. Quả này anh bảo anh em bảo tôi bảo anh em rồi, anh em cứ nhìn được chiến con ác này đi. Em White Kyurem cộng hưởng chuẩn bị lên 30 triệu chiến rồi, và khi con White Kyurem cộng hưởng 30 triệu chiến thì mình bắt đầu chuyển sang đột phá tiếp, nâng cấp cho em Hoppa. Còn Mechanet tổng điểm đột phá nó cũng thuộc dạng trung bình rồi, không đến nỗi là quá cao cũng như là cũng chẳng đến nỗi là quá thấp. Nhưng mà ván này sao con Hoppa các bạn thấy không, cần phải đột phá sức mạnh cho Hoppa lên cấp chứ. Nhìn này,
tấn công con độc dã từ nãy giờ chưa mất nổi cái lớp máu ảo của nó thôi, chứ đừng có nói gì chạm đến lượng sát thương của nó nhá. Do dù đã được ăn thêm 100% skill buff đến từ con Zorat mà vẫn tan nát luôn. Rồi, hơi yếu. Mà lực chiến của mình tem đâu phải kém cạnh tem bạn đâu, hơn là hoàn toàn, thế mà vẫn sấp mặt. Thế đang phân vân đây. Nếu chơi con Hoba và chủ, Hoba và chủ thì nếu nó trong sự kiện thu phí thì mình lấy thôi. Chứ nó mà trong sự kiện Loto thì tôi tạm thời bỏ. Loto để ăn full một lần thì cũng có lấy được Hoba và chủ đâu. Ăn full sự kiện Loto thì cũng chỉ được có 200 mảnh. Thêm đợt đua nữa thì lấy thêm 200 mảnh nữa thì dư, nó thừa quá. Và sức mạnh của nó không đáng với giá trị đồng tiền như thế. Thay vì như vậy tôi cứ đợi công viên có sắp tôi nạp, tôi lấy kim cương cho xài lâu, xài lâu dài, xài bền bỉ sướng hơn. Thay nếu nếu không bây giờ con Hoba chủ thì mình có lẽ sẽ không chơi Hoba nữa, mình sẽ chơi cái đội hình khác chẳng hạn. Đấy, lại Hoba này. Ui, con hộ tem Hoba của mình bây giờ yếu lắm, đánh với con boss kia mèo đánh được anh em ạ. Đánh con boss này không còn thua. Rồi cho đánh cái đội hình nào đi. Đây chỉnh ấy được, chờ cho con Hoba tem mạng ăn một freezing xem nào, có liệu bộ bao trạm mình có clear được không. Rồi sau khi nâng con Hoba tổng điểm được khá, nó rơi khoảng tầm 7k điểm thì tiếp tục mình sẽ nâng con sang con thứ tư. Con thứ tư được 7k điểm xong mình sẽ nâng con thứ năm. Đấy, vị trí là như thế, chứ mình không nâng lệch nữa, trời chán kiểu nâng lệch rồi. Khi phối team vào nó kiểu là nó mặc định quá, chơi đi quay quân đi quẩn lại thì nó cũng chỉ chơi như vậy, nó không có những sự thay đổi ghép team làm sao cho nó hay ho ngán ngẩm rồi. Rồi bạn này cố lên nào, xử lý con Hoba tên bạn đi để nó vã cho hồi máu. Ui, nó đánh một cái mất luôn xe ô kì, các bạn ơi nhìn thấy không, kinh thế nhở. Con Hoba này chỉ số hơn 3 triệu credit, bảo sao nó bắn một cái một thôi. Em Ultra Sun ở con năng này thì đương nhiên không thể bằng con năng DBH rồi. Ultra Sun của con năng này khỏe dã man luôn ấy, nhập con năng này yếu làm sao mà con năng DBH, con năng DBH Ultra Sun khỏe dã man, nâng cấp đột phá mất cả Mechanet đấy, ăn skill vào nó mới thốn. Rồi tự dưng khỏi Shadow O đâu rồi, biến mất luôn, mất hút luôn, sao chưa thấy áp vào mồm. Úi giời ơi, tan tành khói bụi rồi. Này thì thử này, thử vận may và cái kết. Biết thế măng sư cái viện trợ Volcanion phong ấn Freezing giờ đấy. Ôi thế nên này vẫn chơi con Deo Xích bà chủ dạng phóng ngự này, hướng thật. Kết hợp với đó Serenity bà chủ luôn. Tem này khá là lầy đấy, build cho con boss nhưng mà con boss đấy nó chưa đủ lực cho lắm, thấy nó bốc hơi khá nhanh. Bây giờ tem mạng là con Ho-Oh. Ho-Oh ủi hơn 300.000 tốc anh em ơi, tốc nó ngút gọi là quá lệch luôn. Nó đánh tầm 2 cái mình mới đánh được 1 cái. Ui ôi, nó không phải 3 cái chứ, nó đánh phải gần 3 cái mình mới được đánh 1 cái ấy. Rồi, cố gắng hỗn loạn xem nào, cho nó ăn hiệu quả hỗn loạn đi. Ui ôi, chưa gì đã mất set Ho-Oh rồi thế này. Hỗn loạn không ăn thua, không ăn thua. Quan tài cát người ta xài thì mạnh lắm, đến lúc mình xài con quan tài cát thì lại thấy nó yếu yếu. Khả năng hỗn loạn của con quan tài cát bên mình nó cứ sao sao ấy, chả được bá lắm. Đúng là quan tài cát phe ta cũng như là quan tài cát phe bạn nó khác biệt nhau hoàn toàn. Ôi ơi, đang vừa mới cho con quan tài cát này. Ôi ơi, cái bố này ấy này, thực chiến khủng quá nhở. Khủng thế này sao chơi, sao chơi tạm mới tạm mới. Đây 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 đây, đây. Con tài cát mình của mình nó yếu quá, hỗn loạn chả bó bèn vào bao, phần vần ghê. Rồi ném nó lên đây, ván này cho nó chơi lại này. Đây này, kèo này dễ thở hơn này, không ăn được nữa thì thôi chịu luôn đấy. Huy hiệu các thứ rồi vào sàn. Tem bạn Hoba kia, tem bạn có 38 triệu chiến thôi. Cái team Hoba tem đội hình đối phương kia cũng từng là một thời đấy, chơi ra kiểu sốc đam đầu game, vào trận cái là dồn đam luôn. Có con Latios gia tăng crit này, xong rồi nó kết hợp với Max Speed giúp xài chưa cuối luôn. Đấy đấy không, vào cái nó giãn chục nộ luôn kìa, vỡ mồm mình liền. Nhưng mà Hoba có bình thì không bị ăn hiệu quả hỗn loạn từ em quan tài cát nha. Ui ôi, mình nộ ngược lại còn méo mất được set của con nào luôn kìa. Ui thôi 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 thôi.
hôm 3 tem bạn chất lượng quá, chỉ số gấp đôi vượt trội so với hôm 3 tem ta anh em ạ. Giờ thì mong đợi ấy thôi, nâng cấp xong con quay kêu em cộng hưởng để nâng cấp sang em hôm 3 nào. Chứ con hôm 3 nay của mình cũng chỉ vào để làm cạnh, thì thực sự từ nãy giờ chưa có thấy thể hiện được một trận nào đúng chất của hôm 3. Vánh tim, 30 phút GG mà chả thấy đâu. Một bên là bộ đôi Uncha, một bên là bộ ba Uncha. Là các bạn cũng biết kèo nào ăn kèo nào rồi đấy. À ha, giật tân cấp tân tăng mạnh được hành động à, gớm nhỉ. Nhưng mà con Uncha săn tên bạn cũng nâng cấp phết đấy nhá. Mình thấy lượng đam nó quất xuống cái chu quần thể khá thốn. Rồi mất xe ô rồi, giờ nó nộ ai đây? Ôi đi mất Emon rồi, không kịp là hành động giật tơn cấp tơn thôi. Ôi thôi thôi, tem mạng cân rồi anh em ơi. Ăn cái chiêu quần thể của con Sun kìa. Một cái thôi, hai con tem ta gần chết. Giờ lại là cặp đôi Uncha solo với cặp đôi Uncha. Uncha tem bạn thấy mẹo nào nó bắn một cái một là mất set ho. Không kịp giấy ruộng. Rồi, Uncha tem ta cố lên nào, may quá giữ được con săn kìa. Không phải con săn máu thấp nó giật tơn cho thì thôi bỏ mẹ luôn. Ôi ôi, giờ nó đầu kèo solo giữa hai. Ây à, được đấy. Meganet của mình đang cũng chất lượng đấy. Tự dưng nôi khi nổ chín mạng crit cái. Úi giời, sắp tương khác ngay. Mewtwo X bá chủ, Uro bá chủ. Xử lý nó. Hit liên. À, lát nữa chúng ta sẽ xem qua chút phân tích về cái kỹ năng của con Hoba và chủ nhé. Để mình đang phân vân xem quan ngại có lấy hay không. Đi vào sự kiện nó cho thôi. Sự kiện nào cảm thấy ổn thì là quất. Còn cảm thấy không ổn thì thôi. Goodbye my love, see you again. Hẹn gặp lại nhé. Hoba, Uncha này làm sao có cửa. Uncha kia là Zorat, mình hy sinh các thứ thì nó kệ nó đi. Không quan trọng lắm, thử kèo thôi. Kèo mình thì nhìn chiến vẫn thua thiệt hơn kèo bạn mà, kể cả ba team luôn. Uncha tên bạn năm mấy triệu rồi, cái team 1 chiến của bạn cũng cao hơn tên mình, kể cả cái team thứ 3 luôn. Hôm 3 kết hợp hay sinh mà vẫn cao hơn mình. Đây là anh em hãy nhớ đấy, nhìn những đối thủ này đấy, để xem là khoảng cách chiến của mình đang bị đối phương ăn hành nhá. Để sau khi kết thúc cái tháng 3 này, mình có ăn được đối phương lại hay không, hay là những chuỗi ngày ăn hành vẫn tiếp tục diễn ra đồng đều. Nó sấy ạ, được, sấy kiểu máu thấp thấp đấy là mình ưa lắm nhá. Rồi, mình phong ấn cú nộ của nó rồi. Wild Black Kyurem này ở trạng thái bá chủ thôi, mà chỉ số của nó đã kinh rồi. Sau nếu được đầu tư tư lên được cộng hưởng cái thì nó khác biệt ngay. Ui, con Meganet này như là không nâng thì phải. Đến em Moon thôi, một chiêu nộ mà chết luôn con Meganet kìa, thấy nó sai sai. Rồi, giết nó, con Wild Kyurem đã chết. Giờ thì con Black Kyurem đứng để hỗ trợ cho White Kyurem dồn đam cũng sẽ ra đi, sống sao cho qua khỏi mùa xuân. Trận 1 win rồi, cố trận 2 win nữa nhá. Hai mà thua là thôi là thua luôn, bởi vì trận 3 của mình đội hình đấy nó không làm ăn được cái gì cả. Ôi là con săn nó sấy kìa, đẩy nộ rồi nhưng mà không kịp. Ui may quá đẩy nộ rồi, combo đâu, hay hay super combo rồi, combo xong ăn ngay tên bạn nó dồn cho ngược lại kìa. Ngu người luôn. Rồi tăng mạnh hành động, hay quá. Tiếp tục nộ tiếp, nộ khí dâng trào, nhật nguyệt bộc phá. Ôi trời ơi, nó vã kìa, mày thế. Mất bộ ô nhưng mà cũng ăn được. Đừng chết. Ui thì còn thì một tí nữa, còn một tí thì đi nữa thôi. Biết thế. Rồi không mất tí máu nào luôn. Ôi trời ơi, gánh nữa có săn à. Còn con săn nó clear team rồi, con White Kyurem đã chết rồi thì Black Kyurem sống sao. Con hy sinh thì không có tác dụng gì trong trận đấu cho lắm. Ném con khác vào vậy. Còn ném con tài khác vào thì tự động cộng hưởng phê ta là tự ăn hỗn loạn theo nhé. Như cộng hưởng không có miễn mọi hiệu quả khống chế. Đây, con Hoba tem bạn đây. Chỉ số nó cao vượt trội còn kết hợp với hai hy sinh nữa thì Hoba tem ta sống làm sao được. Ui ôi, tôi nhớ những cái tên này nhá. Cứ đợi đấy, quân tử trả thù một tháng chưa muộn. Ơi, lại ngoài Black Kyurem, ui tem này được chiến Ninh 77 này. Ngoài Black Kyurem, Meganet, không sao, sắp xếp team thì vẫn win được thôi. Mình sắp team như sau này, bỏ con số này đi.
chán con Zoroark này rồi, chán cái với team Hoppa rồi. Thấy thì con Hoppa nó yếu sinh lý quá, ngán nó lắm rồi. Rồi giờ sẽ từ từ nha, vân vân nha. Hoppa tiếp bạn cái Zoroark này, ngăn chặn khả năng hành động liên tục của Uncha này. Lực chiến thì chênh nhau khoảng có 5 triệu rồi. Chưa biết là Uncha mình đã có thể là cân được Uncha được nhiều phương đâu. Nhưng mà thôi cứ keo nó phải có những pha liều chứ. Người ta bảo rồi là thất bại là mẹ thành công. Thua keo này ta bảy keo khác. Tháng này cố gắng thất bại nhiều để đợi chờ sang hết tháng này sang tháng sau sẽ bắt đầu lật ngược cái lộn cái bàn, lấy lại những gì đã mất. Nhìn bắn con Moon, cái một thôi con Moon mất luôn set hồ. Mỏng tê, may thế là con Zoroark rồi. Thế để đấy nó bút tăng ult skill là cũng chết dở. Mà viện trợ vay Canyon thành ra trục cuối của con Megadeth nên mình không thể biến thủ tính nguyên tố đối phương được. Để dồn sát thương đến từ trục cuối. Tốt nhất là cứ xài cho thức hệ rồng mà vã thôi. Và phải hồ đông, đập nó. Rồi, Vitini đã cục ngã này. Giờ còn mình con Hoppa thôi, mà cú nội này. Ui, rồi, xong Hoppa rồi. Mình giật turn này. Và cướp turn mẫu mực Megadeth một cú nộ. Hoppa sẽ đi Emon rồi. Emon đã nằm. Chết nè. Nhờ người ngay kiếm tiền liền. Ôi, cân nhá. Hoppa để mà đủ khỏe đủ lực thì cũng phải nâng khá nhiều. Nhưng nhìn con Hoppa đội hình đối phương, sau đó lại ngắm nhìn con Hoppa đội hình ta, chán nhỉ. Máu thì ok, người triệu máu thì khá tương đối, nhưng mà lượng clip được có 1 triệu clip thì đánh đâm cái gì, 100.000 speed thì đánh ai bây giờ. Clip thấp quá, không biết là con này mình đột phá được bao nhiêu điểm mà chỉ có clip rồi mà lực chiến 16 triệu lại thấp thế nhỉ. Tí ngó qua phát xem nào. Ôi Megadeth cái tem này thì mình gặp chặt rồi anh em ạ, ăn chặt luôn. Chỉ số hai bên nó chênh lệch nhau quá nhiều mà. Rồi một kỹ năng nghệ băng thôi, bay màu gần hết cái kia. Mình đâm cái gì? Aha, tên bạn nó tấn công lại mình cái đau nhá. Chết rồi. Rồi giết đêm dài là mộng lắm. Máy mang con Zoroark đấy, không còn Megadeth tên bạn nó sập tơn vẫn đấy, nó đam ngược lại là chết rồi. Con Hoppa của mình thì ngó lại phát đây nhá, nhìn không? 16 triệu hơn nhá. Mà đam nó yếu thế nhỉ. À đột phá crit được có 500 điểm thôi. À, speed được 1.500 điểm. Đây nâng cấp con White kia cũng hưởng này đã. Cố cho nó lên 30 triệu chiến. Sau đó mình sẽ chuyển sang lên Hoppa luôn. Thế nhìn em Hoppa yếu quá. Qua bao năm tháng trời rồi, nhà người đang đua nhau bỏ Hoppa thì mình lại ôm Hoppa và người mới đau chứ. Trận đấu đây sẽ đến với Annie nhá. Annie này để thêm tôi sắp xếp kèo có ăn được không. Né cái team White Black Q-Lam của Annie ra. Chúng ta sẽ trải nghiệm cái team Hoppa với Uncha và Uncha với cộng hưởng. Mình cái team thứ hai thì em chặt, còn cái team số 3 thì hên xui. Team 3 đội hình được phương là 3 con Uncha đấy, khá là kinh. Và Annie bây giờ với Alin Alain ấy, ở trong cụm 6 ấy, phát triển lực chiến tăng nhiều veo vút vút trong khoảng thời gian qua. Đúng 2 tháng thôi mà lực chiến tăng lên được mấy chục triệu liền. Công nhận mấy bố đầu tư nạp tiền vã tiền vào có khác kinh hẳn. Rồi trận đấu thứ hai thì mình kèo hơn mà nên mình không có gì xem. Chúng ta ngó đến trận đấu thứ ba thôi. Những cái trận đấu nào chênh quá thì mình sẽ bấm bỏ qua cho nó nhanh nhé. Biết trước kết quả nó như thế nào rồi, chúng ta sẽ đến với những cái trận nó mang tính quyết đoán hơn. Đây Uncha rồi, tem mình nộ đầu tiên chưa đủ nộ. Rồi con Megadeth tem bạn tốc cao hơn là Toang, nó bắn chiêu thức hệ rồng phong ấn nộ. Mình xài chiêu thức hệ băng cũng làm được hai bộ hộ ô đấy, tấn công em săn. Nhưng mà bây giờ con em săn này bây giờ không nâng cấp đột phá à? Sao quả đấy con săn là đánh mình mất ít máu thế nhỉ. Cái team này có mỗi con Megadeth là đang chủ lực thôi. Giết được Megadeth là xong. Ui, đến con Black tôi mà đam một cái Megadeth chết kìa. Ghê anh em ạ. Kinh thật. Được đấy, win này. Yeah, anh em thấy không? Sắp xếp vào đội hình cái cơ hội tuy là có ít nhưng mà khả năng cân vẫn
còn. À, được rồi, được rồi đấy. Lượm tiền. Sagasi kia thì chênh quá. Ninh đây, hình như mình vừa nãy thua Ninh thì phải. Bây giờ mình sẽ báo thù rửa hận này. Hay là đánh với Wemax đi chuẩn chất. Wemax, ủi Wemax đội hình tôi chả có điểm đánh, thôi đánh với Ninh nhá. Vừa nãy thua thanh niên này xong, giờ sẽ báo thù đây. Chỉnh sửa nào, chút gì đây. Tem nào, đánh với tem nào. Ultra các thứ này. Đây, tôi cho cái team cộng hưởng lên này. Tiếp theo này, Ultra dã xuống ở dưới đây này. Kèo này lại có vẻ là ăn tiền rồi. Cho con đi sinh thành kiến lên đây. Được luôn. Game này đa số ấy, mọi người chơi đều nâng cấp theo hai đội hình game chính. Nên tuy là lực chiến nó chênh biệt rất là nhiều, nhưng mà các bạn có thể sắp xếp tem chuẩn là vẫn win. Chẳng hạn như đội hình mạnh nhất của đối phương, các bạn sắp xếp vào đội hình yếu nhất của các bạn. Đội hình mạnh thứ hai của đối phương, các bạn gặp với đội hình mạnh nhất của các bạn. Và đội hình yếu nhất của đối phương gặp với đội hình thứ hai của các bạn. Thế là ăn thôi, tùy vào các bạn sắp xếp ra sao. Tem bạn hô ba nó giã phát mất hết hô rồi. Ô, chưa mất này. Em YQ em cộng hưởng vẫn còn này. Hay quá nhờ. Một cú nộ làm nhẹ set hô đã. Ui, ăn hỗn loạn kìa, có phải chết tôi không. May con hô ba của nó không đủ độ đấy. Đó, ăn chưa thức hệ băng. Giết nó, cố lên. Còn một tí nhờ. Nó nộ rồi, phát này nó nộ rồi. Nộ phát này thì em Black của mình chết. Thì còn một mình con quai thôi. Liệu một mình con quai nó có clear cân được không ạ? Dùng chiêu thức gì đây? Chiêu cuối. Ui, đen tệ mày thế. Tốc mình lại kích hoạt được cái pro. Tốc gia tăng, còn đây lại có được 2 turn này. À, ăn đến từ hiệu viện trợ rồi. Viện trợ của sức mạnh khu vực ấy. À, cái sức mạnh khu vực của mình cũng có tỷ lệ gia tăng hành động liên tiếp nha. Đến phát đấy may quá. May cái sức mạnh khu vực nó kích hoạt được. Không là toang rồi. Đây, trận đấu thứ 3. Trận đấu thứ 3 này thì kèo của mình vẫn là hơn nhiều. Tem bạn lại không có Zoloft ngăn chặn hành động của Ultra. Mà trong khi đó, đây, Un nó đam còn thể cho chỉ số của tem bạn như được kia. Cái này win rồi, bấm bỏ qua nhé. Khó nhất là khó cái trận con hô 3 thôi. Và cái trận Y và XQM cũng hưởng. Thì mình né cái trận Y và XQM cũng ổn ra rồi. Thì kèo nó sắp xếp nó cũng khá đơn giản thôi so với mấy cái kèo khác. Ôi, và giờ ngó qua về con hô 3 bá chủ nào. Mong nó cho sự kiện lên một tiêu phí đi. Mình đủ sticker lấy một con bá chủ rồi. Con Zik cũng hưởng thì mình làm khá nhiều video về em nó rồi. Nên lấy về hôm ta. DNC cũng hưởng thì không mạnh cho lắm. Mình cũng trải nghiệm khá khá. Zaku cộng hưởng cũng trải nghiệm rồi. Có mỗi hai con này là chưa được trải nghiệm. Cái con Pankia cộng hưởng đọc qua chiêu thức của nó mình thấy phân tích kỹ rồi. Nó bình thường, yếu, không có gì là đặc sắc. Còn con Zelra cộng hưởng này thì không dám liều. Đấy, không dám hy sinh thân mình làm hình nhân thế mạng để lấy con Zelra cộng hưởng này về. Nó mang cho mình hệ điện. Con này đi ghép tim nó cũng khá là khó nhằn. Suy nghĩ lắm, cần phải phân vân lắm. Không, còn con Hoba bá chủ của chúng ta đâu. Đây, em hô ba bá chủ đây. Ôi, một cất vàng nhá. Hô ba bá chủ thì nó mở sang được cái phần từ ký xét này. Tổng điểm đơn lẻ cũng được thay đổi này. Cao hơn này. Sẽ giúp ra được chiến nó cũng tăng lên này. Về cái chiêu thức các thứ của nó thì nó cũng vẫn vậy. Nó thay đổi một chút về hiệu ứng thôi. Kèm đó là mấy cái chiêu thức đơn thể trở thành sau khi xảy ra từ ký xét ấy. Nó sẽ thành quần thể. Rồi, mình không nhớ phải không? Mình nghe, mình tự dưng mình nghe ngóng như vậy. Đâu, mình đọc qua thì thầy vẫn thấy nó ghi là đơn thể mà. À, vẫn ghi là đơn thể ấy. Tăng 100% sát thương này. Loại hiệp này. Mà thôi kệ đi. Khi nào có em nó để làm clip review thì khi đấy tính tiếp. Giờ cũng phải phỏng đoán thôi. Thấy anh em nói vậy, tôi bây giờ đọc qua kỹ năng tôi lại thấy nó không phải. Và clip này của mình cũng đến đây là kết thúc nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.